Rồi, xin chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có tiếp tục quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép với lại là một số cây mai con nha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Thì mai con mình vườn của em Nhi có những cây ghép giống như giống mấy ương từ hạt Thủ Đức, Tứ Quý và Phú Tân với lại Dấu Hương của chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị mình xem cái nào thì mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi. À, không làm mất thời gian ha, em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha em. Dạ em xin chào anh, em xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị mình nha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình, xin giới thiệu với cô chú anh chị mình mai nhỏ của mai con hả cô chú anh chị. Rồi như là mai này là mai Tú Quý nha cô chú anh chị. Mai Tú Quý thì em có loại từ 5 ngàn và 7 ngàn ha em. Dạ 5 ngàn và 7 ngàn mai Tú Quý nha cô chú. Cây có quấn đế hết cô chú anh chị ha. Dạ rất là đẹp. Mai Tú Quý nha cô chú anh chị, nào cần thì liên hệ bên em nha. Số lượng bên em cũng còn nhiều ha, đủ thứ rễ hết cô chú anh chị nha. Dạ rồi, còn kế bên đây là chiều cao từ 2 tấc lấy lên ha, là 2 tấc là 5 ngàn, cao từ nói chung là cỡ hơn 2 tấc trở lên, cỡ 3 tấc là giá 7 ngàn em ha. Dạ rồi kế bên đây á là cây quấn rễ bí nha cô chú anh chị. Bí này bí tròn ha, 6 múi luôn cô chú anh chị thấy không, tâm giữa luôn nha. Dạ. Góc thì cỡ bằng đầu đũa ăn của mình nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao thì cỡ 4 tấc. Cái này em xin giao lưu 18 ngàn một cây nha. 18 ngàn một cây. Dạ. Rồi tiếp theo đó là gắn nhỏ ha, một con gắn nhỏ nè cô chú anh chị, quá đẹp luôn cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4 dòng 4 lượng nha cô chú anh chị. Đó. Đây thì chiều cao cỡ 3 tấc nha cô chú anh chị, 3 tấc lấy lên. Con gắn nhỏ này mình giao lưu bao nhiêu em? Gắn nhỏ này em cũng xin giao lưu 18 ngàn cây ha. Rồi gắn lớn này em xin giao lưu 30 ngàn cây nha. Gắn lớn 1, này rất 2, là đẹp 3, 4. Cô chú anh chị ơi, cây này cao tới tận cái chắc cỡ 4 tấc tới 6 tấc nha, tới 6 tấc đúng rồi. Cây cành nhánh xum xê luôn cô chú anh chị nè. Cái này là mình ghép được liền luôn nha. Rồi, góc này cỡ này là mình ghép vừa cô chú anh chị, mình chẻ đầu nha, mình ghép nha cô chú anh chị là nó mau liền cốt. Dạ. Còn bên này là đây là đế nơm nha cô chú anh chị. Rồi, hàng sắp rễ cô chú anh chị ha. Dạ, đế nơm sắp rễ. Rồi. Cái này thì nói chung là chiều cao nó cũng từ là 2 4. Ghép được rồi 6. Ha. Nói chung là từ 4 cho tới 8 tấc ha em. 4 dạ. tới 7 tấc đi, 4 tới 7 tấc đi, mình tự hao ha. Rồi cái loại đó thì mình giao lưu bao nhiêu em? Dạ thì cái loại này dạ loại này em xin giao lưu từ 5 ngàn, 7 ngàn với 12 ngàn ha. Rồi 5 ngàn là cái trong bầu nhỏ em ha, 5 ngàn, 7 ngàn là trong bầu nhỏ, còn lại 12 ngàn là trong bầu lớn em ha. Vâng. Rồi mình đổi ha, mình xuống mình giao lưu các loại mai ghép em ha. Dạ. Mình giới thiệu vô mai ghép em ha Nhi. Dạ. Vô mai ghép em giới thiệu mai cúc họa hương hết cô chú anh chị. Rồi. Mai cúc họa hương này cô chú ơi. Giờ cúc họa hương này em cũng lên nhiều hết cô chú anh chị. Hiện tại thì bây giờ bên em đang sale rẻ cho cô chú anh chị mình luôn là cô chú anh chị mình mua một cặp là 250. Rồi. Rồi. Còn mua 5 cây giá 600 ngàn. Ủa 5 cây giá rồi. 600 ngàn. 5 cây giá 600 ngàn bao phí. Dạ. Một cặp là 250 bao phí. Dạ, còn một cây bao nhiêu em? Dạ một cây là 150 ngàn. Rồi một cây 150 ngàn bao phí. Dạ hai cây là 250 nha cô chú anh chị, mà mua rồi. 5 cây giá ưu đãi là 600 ngàn là mình đã có 5 cây mai và được bao ship nha. Rồi. Rồi. Mình đo thông số thử vài cây cho cô chú anh chị mình tham khảo cái thông số của cái cây này ha em. Dạ, hoành là mình được 7. Hoành 7 ha. Cao 51. Tán ngang mình được 51 luôn. Rồi. Rồi, như ví dụ như cây như thế này nè, em chỉ lấy cô chú anh chị 150 ngàn một cây, 2 cây là 250 mà 5 cây là 600 ngàn nha. Rồi, mình đo thêm 1 2 cây nữa đi em, mình bóc lên 1 2 cây nữa ngẫu nhiên đi, bóc đại đi 1 2 cây nữa. Dạ. Cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Bình thường thì em Nhi nó sẽ vô mã số cô chú anh chị ha, nhưng hôm nay em Nhi không vô mã số mà sẽ cho cô chú anh chị mình tham khảo như vậy cho nó tiện ha cô chú anh chị ha. Rồi. Đế nói chung là cây nào cũng có liền có 100%. Hoành được 7 nha. À, hoành ra hoành số 67. Cao 55, tán ngang 58. Rồi. Đây cô chú anh chị mình xem ha, một cây rất là đẹp luôn. Rồi, cô chú anh chị mình nhớ nha. Thì cái này số lượng bên vườn mình còn nhiều không em? Dạ còn cũng khá nhiều ha. Còn khoảng trăm mấy không ha? Trăm mấy ha. Dạ đây, số lượng em Nhi còn đây cô chú anh chị. Dạ, mua nhiều thì em bữa nay tại em sale rẻ cho cô chú anh chị mình mua mua về lấy dê lấy bò hả cô chú anh chị mình để chơi Tết cũng được ha. Trồng chăm chơi Tết, muốn mua mai giá rẻ thì cứ tìm bên em nha. Rồi thì mình ngoài cúc thọ hương ra thì mình còn loại nào nữa không em? Dạ em còn vạn thọ vạn phúc nữa nha anh, đồng giá luôn, em bán đồng giá hết. Rồi là cũng cùng cỡ này luôn ha em ha. Dạ. Rồi rồi mình giới thiệu loại nào nữa em ơi? Rồi bây giờ em xin giới thiệu loại mai giống mini cho cô chú anh chị mình nha. Rồi mình theo chân em Nhi ha, mình xem tham khảo loại mai giống mini bên vườn của em Nhi nha. Rồi mình giới thiệu loại nào đây em? Dạ giới thiệu mai giống nè cô chú anh chị, mai rồi. Giống mà quấn rễ bánh nha, rất mai là đẹp luôn. Rễ bánh ha. Dạ nè, dòng bánh rất là đẹp đây.
dòng nào rất cũng đẹp hết trơn cô chú ơi. Không nhỉ nha cô chú anh chị ha. Ví dụ giờ cô chú anh chị mình mua mà chưa vẫn chưa tin tưởng thì cô chú anh chị mình alo bên em đổi cây rồi em chụp hình gửi qua luôn cũng được. Đó, mua cái nào em chụp hình gửi qua đó. Dễ bánh theo cho anh chị ha, rất là đẹp ha. Dạ, 2 4 6 7, nói chung là từ 7 múi trở lên em ha. Dạ hiện tại thì cái hàng này em còn cúc không nhị nè, rồi siêu nụ. Với lại ngọc mai rồi ha. Rồi. Nhẫn nhung nữa ha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. À, mình còn mấy loại đó thôi. Long nữa. Tư dạ. Long ha. Dạ. Còn được vài cây thôi, chứ cũng không còn nhiều, em thấy mình vừa em như còn cũng ít ha. Dạ. Rồi thì mua ủng hộ cái cây này là em bán 100.000 cây nha, 2 cây em gửi hàng nha, 3 cây em bao ship. Hoành cỡ bằng ngón tay út của em nha cô chú anh chị nè. Hoành cỡ bằng ngón tay út là cỡ 6 7 cô chú anh chị ha. 5 dạ. 6 7. Rồi. Cái này chiều cao thì nói chung là em sẽ lấy từ cỡ tấc mấy nha cô chú anh chị, mấy cái này nói chung cũng già rồi, về mình dạ. Mình đặt lá mình bỏ ha, để mình nó lên mấy cái mà lên nụ vậy nè, rồi nó nung rồi nó nuôi nụ của cô chú anh chị, về mình đặt lá mình bỏ, đặt nụ bỏ rồi mình vô cái chậu đẹp đẹp tí mình nuôi lại ha, tết mình chơi rất là tuyệt vời ha. Mấy cây này tết một cái cô chú anh chị, tết là cô chú anh chị nếu mà mua ở chợ hoặc là các nhà vườn bán mai á thì giá nó cũng rất là cao nha cô chú anh chị, tầm 200 mấy đến 300 ngàn một cây ha. Bây giờ thì mình mua giá chỉ có 100 ngàn một cây đó. Mấy cây em gửi hàng nhi. Dạ, 2 cây em gửi hàng. Rồi, 2 cây em có bao ship không em? Dạ, có luôn anh. 2 cây em bao ship luôn đi. Rồi. Hôm nay xả hết luôn, còn mấy cây xả hết luôn. 2 cây bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, ngoài loại này thì mình còn loại nào nữa không? Dạ, còn anh. Dạ. Em giới thiệu loại nào em? Dạ, em giới thiệu loại nhỏ ha cô chú anh chị. Loại nhỏ hơn nha. 35.000 cây ha. Rồi. Rồi, mình giới thiệu loại nào đi em? Em giới thiệu loại nhỏ hay là loại xả dừa nha cô chú anh chị mình. Rồi, dạ, loại này thì giá chỉ có 12.000 một cây thôi nha. Em cô chú anh chị ơi, mấy cây này là tại vì em còn có vài cây, vài có chừng tầm khoảng 200 cây nữa là em xả hết nha. Rồi. Tầm khoảng 200 cây nữa là xả hết, giá là trong đây thì có đủ loại giống cho cô chú anh chị mình luôn. Có rất là nhiều giống trong đây. Dạ, thì em xả hết cho cô chú anh chị mình luôn. Chỉ còn có khoảng 200 cây thôi nha. Nếu cô chú anh chị nào mà lấy hết á thì alo bên em nha. Rồi. Bên em sẽ để giá mềm cho. Cái này nói chung là nó còn vẫn đi đọt bình thường của chú anh chị ha, tại này nó mới cắt đôn nên là mình nhìn thấy cái cây nó không được sung thôi chứ cây nó cũng dạ. Ngon lắm nha cô chú anh chị. Cái này là trời cô chú nhìn vậy thôi chứ già mùa ấy cô chú anh chị thiệt sự luôn. Đế cây nào cũng có quấn cũ hết cô chú anh chị ha. Đế gắn rất là nhiều đế khác bò nhau nè, luôn cô chú anh chị, gắn bò nè cô chú anh chị ha. Dạ. Đó, gắn nè. Cây này trong đây có biết bao nhiêu là loại giống, hồi đó là em ghép chắc cũng cỡ 20-30 giống luôn á cô chú anh chị. Rồi. Thì nó lộn xộn trong đây nè. Trời ơi, quá trời to. 12.000 một cây thôi. Đủ kiểu rễ hết cô chú anh chị. Hiện tại chỉ còn 200 cây thôi nha. Nè, còn 200 cây em bán cho hết luôn cô chú anh chị ha. Dạ, chứ thường ngày thì em bán 25.000 một cây á cô chú anh chị. Mà hôm nay là em còn có bao nhiêu cây em xả dường hết là 12.000 một cây. Ừ. Đế quá đẹp luôn cô chú anh chị, đủ loại đế luôn ha. Đế cục có ha, đế lò xo có nè cô chú anh chị, 3 dòng nè. 1, 2, 3. Đế con rắn có, đế thú có, đế bí có. Đủ loại đế hết cả nhà ơi. Đó. Trời ơi đẹp cây lắm. Thì nói chung á là 12.000 là mình nói chung là cây nào xanh xanh thì mình lấy ha em ha. Này như cây này nào là mình lấy cũng ha. Xanh hết á cô chú ơi. Tại rồi, vì nè. Em mới đôn lại nên lá nó ra chưa nhiều thôi chứ thật sự hôm trước 25.000 cây, 25.000 của em clip trước có rất là nhiều cô chú anh chị mình xem là ha nó cao tới được 2 tấc 3 tấc không á. Mà tại vì em đôn lại cô chú anh chị nên là bây giờ cắt đôn nè cô chú anh chị. Dạ bây giờ em bán cho tống sân em luôn, đừng em ghép cái mới nữa nên là em bán cho cô chú anh chị mình mua hết về luôn á. Cô chú anh chị nào mà trồng đất á thì nên mua mấy cái rẻ rẻ như thế này về mình trồng rất là dễ luôn. Rồi xin báo giá lại nha. 12.000 cây nha. Còn khoảng 200 cây mua hết thì liên hệ với em nha. Rồi. Mình còn giới thiệu loại nào nữa không em? Dạ, còn giới thiệu là cái bên đó cô chú anh chị. Rồi. Là loại này là 30.000 một cây, là loại này là em trong đây ha cô chú anh chị mình. Mới ghép luôn ha em. Dạ. Thì trong mới đây cô chú anh chị mình muốn mua giống gì thì alo ha. Rồi. 30, mua 10 cây em lấy 10 giống khác nhau luôn. Còn củ đế thì khỏi chê luôn nè. Mấy cây là củ đế nè, rất là đẹp luôn. Dạ à. Thì hiện tại bên đây em còn khoảng 5 giống là bán được thôi cô chú anh chị. Còn mấy cái giống kia là nó kiểu hơi bị còn non á nên là em chưa bán nha. Rồi, thì trong đây em bán 10 cây, ví dụ cô chú anh chị mua 10 cây em lấy cho cô chú anh chị mình 5 giống ha. Là mỗi giống 2 cây, còn mua 5 cây em lấy 5 giống nha. Rồi, rồi mua 10 tặng 1 luôn nha. Mua 10 tặng 1. Dạ. Cây nào cũng có cũ hết cô chú anh chị. Mua 10 tặng 1 bao ship luôn ha. Rồi, cái này thì rồi. Mình Zalo bao nhiêu tiền nha em? Dạ 30.000 một cây thôi. 30.000 một cây. Cây nói chung là xanh tươi tốt, ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Củ đế dạ, ngon củ đế chà bá luôn. Cái gốc này còn bự hơn cái gốc kia nữa, rất là to luôn.
Gốc này khá to cô chú anh chị. Củ đế nè, cây này cũng có củ hết cô chú anh chị. Dạ. Mấy cây này củ này mình trồng á rất là có tương lai nha cô chú anh chị nha. 30.000 thì số lượng thì em cũng cái này là hàng tại hàng mới của em á cô chú anh chị nên là cũng còn nhiều ha. Rồi. Rồi cô chú anh chị mình muốn lấy bao nhiêu cũng có ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Trong đây thì em có 5 giống nha cô chú anh chị ơi. Rồi 5 giống ha. Như là thọ hương này ha, dảo nhung là dảo thơm ha. Dảo thơm rồi nữ hoàng kem. Nữ hoàng kem đúng rồi, cây nữ hoàng kem giống rất là hot luôn ha. À, thấy quá trời giống luôn nè cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi mình còn giới thiệu loại nào không em? Dạ không anh ơi, như đây là đủ rồi, hơi dạ. Nhiều rồi. Rồi em cô chú anh chị mình muốn mua cái gì thì cứ alo bên em nha. Rồi em sẽ tư vấn cô chú anh chị hết mình nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em như cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ạ.